Như đã hứa nè mọi người, hôm nay Kim Hy lên kể cho các bạn nghe nghe về câu chuyện một lần mình chơi cầu cơ. Mà mọi người biết chơi cầu cơ là gì không? Chơi cầu cơ là mình sẽ có một cái tờ giấy ha, và trên đó mình sẽ ghi những ký tự alphabet của mình là ABC gì đó. Và số là từ 0 cho đến 9. Rồi và sẽ có một cái biểu tượng là thần tiên nè, rồi ma quỷ nè, và xuất và nhập. Thì cái câu chuyện này là lúc mà mình học mà năm thứ nhất đại học. Thì lúc đó mình cũng như các bạn thôi, chưa có bao giờ mà chơi cầu cơ hết á. Thì bạn bè mới rủ trong một cái chuyến gọi là cuối tuần. Thì thường hồi cái thời của mình á, thì mọi người cuối tuần thường dẫn về nhà nhau chơi, rồi nấu ăn, rồi tụ tập, rồi xong rồi để practice những cái bài tập tiếng Anh của mình. Thì lớp mình cũng vậy. Thì mình nhớ là nhà của các bạn đó ở Bình Dương. Thì tụi mình sau khi mà chơi hết tất cả các cái trò chơi rồi đó, thì không biết là chơi cái món gì hết. Thì một bạn nảy ra một cái ý định, tại vì nhà của cái bạn này á là có một cái nhà sàn rất là lâu rồi, từ xưa thì cờ xưa luôn, nên là tụi mình quyết định nên là chơi cầu cơ trên cái nhà đó. Thì các bạn biết không, cái nhà sàn á mà hồi xưa là nó được đóng từ những cái loại gỗ mà nhìn nó rất là cũ, với lại ít ai lên trên đó lắm. Tới khi nào mà gia đình của bạn mình á mà có tiệc này nọ thì người ta mới lên trên đó, người ta ăn xong rồi người ta dọn dẹp thôi, và không ai ngủ, không ai gì hết. Thì nó hình vô hình dung là nó giống như một cái nhà hoang vậy. Thì mình thì chưa bao giờ chơi hết, nên là mình rất là háo hức để chơi cái môn đó. Và tất cả các bạn bè của mình đều rất là háo hức, tại vì tuổi teen mà, không thích khám phá này nọ các kiểu. À, năm nhất đại học thì vẫn còn gọi là tuổi teen nha, tại vì mới có 18 tuổi thôi. Thì mình bắt đầu chơi. Thì trong quá trình chơi thì mình chưa có đã cái nư của mình. Nói chung là mình mà làm một cái gì đó là mình sẽ làm tới khi nào mà mình cảm thấy mình hài lòng và mình hiểu được nó. Thế là mình đã cầm cái tờ giấy đó và đem về nhà. À, mình cũng kể sơ, thì trong quá trình chơi thì đa phần teen thì hay hỏi về những cái điều là người đó, người A, bị C, người đó có yêu mình không, có thương mình không, và bao giờ mình lấy chồng. Đa phần là các bạn gái là sẽ hỏi như vậy. Thì thực sự cái mình không ngờ là cái đồng tiền nó có thể chạy được, và nó trả lời rất là chính xác nha. Thường thì tụi mình muốn kiểm chứng là chính xác hay không, mình sẽ hỏi là chính xác hay không, thì cái người hỏi đều trả lời là đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thì cái quá trình chơi cái cầu cơ đó thì mình cũng chốt lại là nó thật sự có thật, và cái đồng tiền thật sự chạy nha. Thì mình muốn chơi nữa mà do là mọi người không chơi, nên là mình quyết định là mình sẽ lấy cái tờ giấy đó và cái đồng tiền đem về nhà. Mà không hiểu sao á, khi mình về nhà thì khu của mình là khu ký túc xá của rất là nhiều sinh viên, thì tất cả mọi người cũng đồng trang lứa mà. Thì mình rủ người ta chơi, nó chơi hơi nữa, xong rồi chỉ hỏi chừng nào tôi có chồng, chừng tôi kết hôn, rồi mấy mốt tôi có giàu không, đại khái là hỏi như vậy. Rồi xong rồi không ai biết hỏi gì hết, thì mọi người cũng out ra thôi, mọi người không chơi nữa. Thì mình vẫn muốn chơi và mình quyết định chơi một mình. Thiệt ra khi chơi một mình đó mới là lúc
hấp dẫn nhất và nguy hiểm nhất đó mọi người à. Lúc mà mình quyết định chơi một mình á thì mình khi mà có một mình á, cái đồng tiền nó rất là khó lên. Nhưng mà sau khi mình đọc một cái câu thần chú, đại khái là mình không nhớ rõ cái câu thần chú ha, thì hỏi thế gian gì đó, lúc xưa mình có ghi lại nhưng mà bây giờ lại không nhớ nữa rồi mọi người ơi. Bây giờ thì mình có một cái đặc điểm mà mình sẽ kể cho các bạn nghe, và mình cũng không cần nhớ cái câu thần chú đó luôn. Thì đọc 10 lần thì cái đồng tiền nó bắt đầu di chuyển, và đây là một con ma. Thì anh ta nói là anh ta chết ở sông Đồng Nai, thì vì lý do gì đó anh ta đã tự tử. Thì mình cũng trò chuyện với anh ta, cũng hỏi giống như là một người bạn với một người bạn thôi. Nhưng mà sau đó thì mình cảm giác khi mà mình chơi nhiều như vậy thì cái nguồn năng lượng của mình nó bị giảm sút, và mình rất là mệt và mình muốn nghỉ. Thì khi mà mình nghỉ thì mình nói thôi tôi không chơi nữa, tôi không có ấy rồi, bạn thăng đi. Thì mình buông ra và mình không chơi nữa. Thì có nghĩa là khi mà mình nói là bạn thăng đi thì cái linh hồn đó không thăng đi, mà mình chỉ buông tay ra thôi, có nghĩa là họ không có di chuyển tới cái chỗ thăng nha. Tại nguyên tắc bạn chơi là bạn phải di chuyển đến cái chữ thăng thì nó mới gọi là đúng. Còn mình buông ra thì có nghĩa là nó vẫn còn tồn tại. À, kể thêm á là lúc mà mình chơi một mình á là mình đang ở Biên Hòa chứ không phải ở nhà mình ha. Thì cái đồng tiền đó mình nhét vô túi quần á, bạn biết không, thì mình vẫn sinh hoạt bình thường, mình vẫn ở nhà bác mình vẫn ăn cơm, mình vẫn chơi. Tới lúc mà anh người yêu chở mình về từ từ Sài Gòn, từ Biên Hòa mà để về Sài Gòn, thì có đi ngang sông Đồng Nai. Thì khi mà đi ngang tới cái sông Đồng Nai đó thì các bạn biết hồi xưa mình hay cột tóc đuôi gà, hồi xưa có cái bài nay cô bé có mái tóc đuôi gà gì đó, mình rất là thích bài đó, mình hay cột tóc đuôi gà. Thì như có ai giật đầu mình ra đằng sau, và mình không thể nào mà để cái đầu mình bình thường như vậy được, cứ giật cái đầu mình ra đằng sau như vậy nè, và mình rất là sợ, mình sợ dữ lắm. Thì mình mới khóc, mình khóc quá trời luôn. Xong cái mình mới nói là nói với anh người yêu của mình đó là anh ơi, không hiểu tại sao em chơi cầu cơ xong rồi bây giờ ai kéo cái đầu em như vậy. Mình rất khóc rất là nhiều luôn. Thì anh người yêu mình mới nói em chơi là sao, rồi mình kể lại cái quá trình. Thì anh nói là bây giờ cầm cái đồng tiền giục đi. Thì khi mình đút tay vô túi quần á, thì bạn biết là khi mình chạm vào cái đồng tiền tự di chuyển, có nghĩa là mình chỉ cần chạm tay vô thôi là đồng tiền có thể di chuyển thành những cái ký tự chữ để nói lên thông điệp cho mình. Thì cái nội dung là tao muốn ăn gà, tao muốn ăn gà, phải cúng gà cho tao, không thì tao sẽ lôi mày đi theo. Trời ơi, sợ lắm, sợ quá trời sợ lắm. Mình không có tin được rằng là cái chuyện đó đến với mình. Lúc đó mình rất là sợ và hoang mang, dễ sợ luôn. Thì lúc về đến nhà rồi thì mình kể với lại bác của mình, thì nhà mình ở đó cũng cho thuê, cho sinh viên thuê đó. Thì có cái anh sinh viên kia thì ảnh là đạo Thiên Chúa, thì ảnh mới nói là bây giờ anh cũng không biết làm sao hết đó, thì ảnh đọc kinh. Thì khi mà ảnh đọc kinh á, các bạn biết không, lúc đó là mình đã mệt lả rồi, mình không hề, có nghĩa là mình không hề biết làm chủ cái hành động của mình. Tất cả những hành động của mình biết, nhưng mình không phải là người chủ động làm cái công việc đó. Thì suốt ngày mình cứ quỳ lại cái anh đó là tên là Sơn, mình rất là kỹ, là
cứ quỳ lại anh đó và kêu Sơn ơi đừng đọc kinh nữa, nhức đầu, nhưng bản chất là mình không có nhức đầu, hiểu không? Nhưng mà cái miệng của mình lúc nào cũng nói là nhức đầu quá, đừng đọc nữa Sơn ơi, đừng đọc nữa, rất là sợ. Bây giờ chỉ cần là cúng gà đi, xong là tôi đi thôi. Rồi, nhưng mà cứ nói nhiều hiệu hoài, thì bác mình mới sử dụng cái phương pháp dân gian. Thì lúc đó các bạn biết không, xóm mình á, các bạn biết là hàng xóm thì rất là nhiều chuyện mà, cái đứng đầy hết trước cửa luôn. Thì nhà mình phải sử dụng cái roi mà bằng cây dâu tằm để đánh vào mình. Thật sự mình không hề đau, không hề đau bất cứ một chút xíu nào luôn, đánh rất là nhiều. Tới lúc mà tự nhiên nguyên một đám người ta đang nhìn nè, người ta đang coi nè, người ta giặt ra thành hai bên. Là lúc đó người ta nói là lúc đó người ta có một cái luồng khí rất lạnh bay ra rất là mạnh luôn. Thì lúc đó mình đã xỉu rồi, nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi người, nhưng mà mình không nói gì hết. Thì ngày hôm sau, cái ngày hôm sau thì mình lại rất là mệt, mình bị sốt, và lúc nào bên tai của mình vẫn nghe kiểu dạng như là nghe ong ong trong lỗ tai mình, là bây giờ nếu tao sẽ bắt mày đi, tao sẽ bắt mày đi nếu mà mày không cúng gà cho tao. Rồi nói chung là nói rất là nhiều, lỗ tai mình lúc nào cũng nghe những cái âm thanh mà thật là đáng sợ. Thế là mình mới nói với nhà mình đó là bây giờ mình không thể nào mà tiếp tục được những cái như vậy nữa, mà bị sốt rất là cao, sốt 40 độ luôn. Cái gia đình mới đưa vô bệnh viện, thì mình nằm ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương á. Thì các bạn biết trong cái thời gian đó mình được truyền nước nè, nên là giống như là mình dần dần giống như là mình bị suy nhược á. Lúc đó bệnh viện chẩn đoán mình là bị suy nhược thần kinh, là kiểu giống như bị điên điên khùng khùng mà người ta nghĩ là như vậy, nhưng thực ra mình không có bị khùng hay cái gì hết, mình vẫn có được cái lý trí, nhưng lúc nào mình cũng có cảm giác như ai nói gì đó, ai đòi mạng. Nói chung được, nhưng cái cảm giác đó dần dần nó không có còn nữa, nó ít đi dần. Và thậm chí lúc mà mình ngủ là mình có thể cảm giác được xung quanh mình có rất là nhiều linh hồn, mình chỉ cảm giác thôi nha, không thấy, tại vì mình không thấy được. Từ đó đến giờ mình không bao giờ thấy được linh hồn, mình chỉ cảm giác được thôi, là họ cứ ở xung quanh mình và họ nói này nói nọ, mình đi đâu họ cũng nói những cái ý tưởng của họ vô cái đầu của mình. Nhưng mà qua cái sự điều trị á, mình được truyền nước nào, mình được uống kháng sinh nè, mình uống vitamin nè, nên mình đã khỏe lại sau một tuần nằm viện. Và sau một tuần đó thì mình xuất viện, thì đi về nhà mình vẫn còn yếu, có nghĩa là khi mà mình không có khỏe hơn đó, mình rất là yếu và mình bị thèm nước tương á, bạn biết không? Thèm nước tương á, mà một chén nước tương như vậy nè, về nhà là mình phải uống hết một chén nước tương đó. Thì nói chung là mình cảm giác là được những cái người mà giống như là ông bà tổ tiên mình nó phù hộ cho mình rất là nhiều, nên là mình đã qua được cái giai đoạn đó, và đến bây giờ mình có một cái gọi là linh cảm rất là tốt về cái chuyện tâm linh, và mình có thể cảm giác được linh hồn. Thậm chí là bây giờ các bạn mà muốn chơi cầu cơ ha, cái bàn cơ đó các bạn không cần cúng, không cần gì hết, không cần đọc thần chú, nói chung không cần bất cứ gì hết, chỉ cần một tờ giấy và có đầy đủ các ký tự để cho cái đồng xu nó di chuyển, thì chỉ cần có ngón tay của mình thôi thì nó sẽ di chuyển. Nhưng mà thật sự mình khuyên các bạn là đừng nên chơi cái môn này, vì nó rất nguy hiểm nếu mà bạn không có đầy đủ cái nghiệp lực để vượt qua cộng hưởng nghiệp nữa, thì bạn sẽ
có những cái hậu quả khôn lường, và mình biết được rằng có nhiều người đã đúng thực sự họ đã bị điên điên khùng khùng rồi. Mình cũng rất là may mắn về điều này, mình rất là mong các bạn đừng có chơi nó nha. Thì cái câu chuyện này á, nó cũng không có dạng như là đáng sợ mà rùng rợn, nhưng mà nó thật sự rất là nguy hiểm. Mình nói cho các bạn biết, nếu ai có dự định rằng là muốn biết được một cái điều gì đó về tương lai giống như bọn mình hồi xưa á, thì mà dùng cái phương pháp này á, thì nó không có chính xác đâu. Tại vì á, thật ra là những cái hỏi cái về quá khứ á, thì nó sẽ chính xác. Những cái gì đã xảy ra rồi thì nó sẽ xin chính xác, nhưng những cái gì về tương lai ấy, những cái gì về tương lai ấy, thực ra họ cũng không thể nói được cho mình biết đâu. Và thậm chí họ sẽ giống như người bình thường của mình vậy đó, họ sẽ trả lời linh ta linh tinh thôi. Nên là việc mà mình muốn tìm hiểu một điều gì đó, mình muốn biết về chuyện tương lai bằng phương pháp chơi cờ cơ thì không có hiệu quả, mà nó sẽ trở nên là ảnh hưởng xấu về thần kinh đó. Nói chung là câu chuyện của mình cũng kết thúc rồi, và mình cũng bật mí cái chương mục thứ hai của mình là về cái linh tính, cảm giác về linh hồn của Kim Hy. Mọi người chờ xem nha.